Hello, mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì mình là Lợi Nguyễn, thì vẫn hàng ngày làm những cái video chia sẻ đến quý anh chị và các bạn. Thì có lẽ những bạn subscribe cũng đã quá quen với mình rồi. Còn những anh chị nào lần đầu tiên xem video này thì có thể nhấp vào nút đăng ký trên kênh YouTube để các bạn không bỏ lỡ những video chia sẻ từ mình. Thì trong video này mình sẽ phân tích về hai cái điều khoản để bật được kiếm tiền trên YouTube trong năm 2018. Thì như các bạn biết, vừa qua YouTube cho ra đời hai cái điều khoản ràng buộc về chính sách kiếm tiền. Thì hai cái điều khoản này rõ ràng họ cũng đã cân nhắc và dự trù rất kỹ. Cái trở ngại đầu tiên của chúng ta đó là 4.000 giờ. Thì cái vấn đề này sẽ rất là dễ nếu như bạn có trong tay vài con VPS. VPS là một cái máy tính ảo hoạt động trên môi trường Internet, và cái thời lượng hoạt động của máy tính ảo đó là 24 giờ. Xin lỗi các bạn, hôm nay mình bị ho nên có thể sẽ bị ngắt lời như thế này. Mong các bạn thông cảm cũng như là theo dõi xuyên suốt video nha. Rồi, cái vấn đề 4.000 giờ như mình đã nói, thì chúng ta có trong tay vài con VPS thì sẽ rất là dễ. Thì VPS là một cái hệ thống máy tính ảo hoạt động trên môi trường Internet với phạm vi hoạt động về thời gian là 24 giờ trên 24, 7 ngày trong tuần, tức là cái máy tính nó không có bị tắt. Còn cái máy tính mà các bạn đang sử dụng, đang xem video này chính là cái máy tính vật lý. Hai cái máy tính ảo và máy tính vật lý thì nó khác nhau về cái thời gian hoạt động thôi, nhưng mà nó giống nhau về cái chức năng, và mỗi một máy tính như là một người dùng thật, không vấn đề khi mà các bạn sử dụng VPS. Nhưng mà cái vấn đề sử dụng VPS á, thì mình nghĩ YouTube họ cũng đã tính toán rất là kỹ, họ biết các bạn sử dụng họ biết các bạn sử dụng VPS, nên họ đã ra thêm cái điều khoản thứ hai, đó là 1.000 subscribe. Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao có đến hai điều khoản mà không phải một không? Ví dụ như là 4.000 giờ thôi, khỏi có 1.000 subscribe, hoặc là 1.000 subscribe thì thôi bỏ 4.000 giờ đi. Rõ ràng là họ cũng đã tính toán và biết được những cái thủ thuật của chúng ta rồi. Cái vấn đề 1.000 subscribe á, thì các bạn thường là kêu gọi sub chéo. Thì sub chéo là các bạn kêu gọi, à là bạn sub cho tôi thì tôi sub lại cho bạn, hai chúng ta sub qua sub lại để tăng cái subscribe cho nhau, để đủ được cái điều kiện hoặc kiếm tiền. Thì mình nghĩ họ cũng đã biết được những cái chiêu này, nên họ ra cái điều khoản ngăn cản, đó là 4 giờ. Thì nếu mà các bạn view trên VPS được 4.000 giờ thì các bạn gặp một cái trở ngại, đó là kiếm đâu ra 1.000 subscribe giờ. Thì các bạn tự làm, tự view cho mình thì subscribe đâu ra, hoặc là các bạn kêu sub chéo. Thì cái vấn đề 4.000 giờ sao giờ, thì cái người sub chéo họ chỉ chú tâm cái vấn đề sub cho cái kênh của bạn thôi, chứ đâu có thời gian đâu mà xem hết cái video của bạn để tăng cái thời lượng về thời gian, về giờ. Thì rõ ràng YouTube họ cũng đã tính toán và biết rất rõ những hoạt động ngừng nhật của người dùng như chúng ta. Thì thông qua hai điều khoản này thì mình đoán thông điệp của YouTube nó là bạn sẽ là một người tạo nội dung tương tác thật, tức là mọi hoạt động của bạn phải là thật, sử dụng máy thật và tạo những cái video thật. Cái thời lượng 4.000 giờ nó sẽ quyết định cái chất lượng video của bạn, tại vì chất lượng video của bạn hay, chất lượng video của bạn tuyệt vời thì người xem họ mới xem trơn tru cái video của bạn, chứ chứ mà nội dung dở quá thì họ cũng tắt ngay khi mà xem vài 3 phút rồi. Thì yêu cầu của YouTube các bạn là phải tạo nội dung thiệt là hay để lôi kéo người xem giữ lại họ trên cái mạng xã hội YouTube. Còn cái vấn đề sub chéo thì mình nghĩ không nên, không nên nha, tại vì mình xem trên cái số liệu thống kê trên những cái kênh YouTube của mình thì 1.000 lượt xem thì mình chỉ được có khoảng 5-6 sub thôi. Đó là chia sẻ và kêu gọi đó là mình thường xuyên chia sẻ những video về giá trị và kêu gọi mọi người hành động subscribe, dữ lắm mới được 5-6 người sub trên 1.000 được view thôi đó. Nhưng mà nếu như các bạn, ví dụ như là bạn có 10.000 sub mà các bạn, à không, ví dụ như các bạn có 10.000 view mà các bạn đạt 25 sub, 25 sub đó là kêu chéo thôi,
thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là bất thường. YouTube nó sẽ hỏi tại sao 10 view mà có đến 25 sub, thì 25 sub này ở đâu ra, thì cái điều bất thường sẽ rất là chắc chắn. Thì như vậy cũng không nên, tại vì mình thấy hàng ngày thì nhiều người vẫn ngây thơ kêu gọi sub chéo cho nhau, lại còn tạo theo group nữa, thì như vậy cũng không nên. Thì trong video cái vấn đề bất thường thì cũng khá là nguy hiểm. Cái kênh YouTube của bạn thì nó sẽ không có bị die spam ngay bây giờ đâu. Thì khi mà cái kênh YouTube của bạn có quá nhiều điều bất thường cộng lại trong quá khứ, nó tạo thành một cái lịch sử xấu. Và khi cái lịch sử này nó dày đặc và nó đủ cái tiêu chí về đánh giá về spam, thì cái kênh của bạn sẽ ra đi thôi. Mà cái lượng sub đó mình nghĩ thì họ chỉ sub cho bạn thôi, chứ cũng đâu có xem video cho bạn đâu, đúng không nào? Thì nếu như may mắn bạn bật được cái tính năng kiếm tiền với một lượng sub nhất định hơn 1.000 subscribe, thì bạn thử xem cái kênh của bạn người ta có view không nào. Thì hàng ngày thì bạn nhìn thấy cái nút đô xanh rờn thôi nhưng mà lèo tèo vài ba view không ai xem hết á, nhưng mà cái nút đô vẫn xanh. Thì cái xanh đó thì mình hỏi các bạn là có đáng hay là không, tiền nó cũng không có lên được bao nhiêu hết á. Thì thay vì chúng ta kêu gọi sub chéo, thì các bạn nên thường xuyên chia sẻ những cái giá trị, những cái thông tin hữu ích, thì người xem sẽ tự động subscribe cái kênh YouTube của bạn và thường xuyên có những kêu gọi và hành động. Tại vì có nhiều người ở nông thôn, ở quê thì họ cũng không biết cái chức năng subscribe đâu, thì các bạn thường xuyên kêu gọi bằng hành động, ví dụ như là chỉ họ cái nút subscribe nằm ở đâu. Hôm nay hò quá. Rồi, thì cái video này thì mình chỉ muốn cho các bạn thấy thực tế về cái vấn đề hiện trạng sub chéo hiện nay thôi, chứ cũng không có gì hết. Thì mình cũng không có ý cấm cản gì, vì bản thân mình cũng hiểu những cái nỗi khó khăn khi mà kiếm từng những cái sub một, nên cái video này nên dừng lại chỉ giá trị tham khảo thôi, và nói lên cái sự trải lòng của cá nhân mình, không đi xa hơn nha. Rồi, xin trân trọng và cảm ơn các bạn đã xem video này, và hy vọng những thông tin có do bản thân mình và hy vọng những cái thông tin trong video này sẽ giúp cho bạn có những cái nhìn mới về những cái vấn đề như là hiện trạng hiện nay. Hy vọng các bạn có thể nhìn nhận một cách đúng đắn và đi một cách đúng hướng. Rồi thôi, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Trong những video tới thì mình sẽ thường xuyên cập nhật về những cái chính sách, những cái cách làm đúng đắn trên YouTube, để các bạn có thể vượt qua được hai cái trở ngại. 1.000 subscribe thì các bạn có thể vào những cái group, vào những cái nhóm cùng chủ đề mà các bạn đang làm, thì các bạn thường xuyên chia sẻ những giá trị trong đó, chỉ ít nhiều thì ít nhiều các bạn cũng đạt được khoảng 1-2 subscribe trong 100 lượt xem. Thì 1-2 subscribe đó thì người ta sub cho các bạn thật, thì đồng nghĩa người ta sẽ xem những cái video mà các bạn mới upload lên. Thì như vậy chúng ta cứ túc tắc chia sẻ những cái video trong những cái group cùng chủ đề, thì như vậy chẳng mấy chốc thì các bạn cũng đạt 1.000 subscribe thôi. Điều kiện ở đây đó là các bạn phải nhiệt tình và tìm những cái thông tin hữu ích. Còn vấn đề 4.000 giờ thì cứ làm video hay để kéo người xem ở lại trên video của bạn. Chỉ vậy thôi. Thì mình hy vọng các bạn hy vọng các bạn có cái nhìn đúng đắn. Rồi, mới chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Hôm nay ho quá, các bạn thông cảm nha, tại vì có thể sẽ bị ngắt lời, mất ý tưởng khi mà mình nói nó không có được trôi chảy cho lắm. Rồi thôi, mới chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.